Đi qua đoạn đường tránh mà cứ ngỡ lạc vào tiên cảnh, bắt tay khiếp vía không dám lưu thông vì quá nguy hiểm. Mới đây, đoạn video ghi lại hình ảnh trong một chiếc xe ô tô được đăng tải lên mạng xã hội đã thu hút sự quan tâm của netizen, đặc biệt là cánh tài xế. Có thể thấy sương khói mù mịt mờ ảo phủ hết con đường phía trước khiến bác tài dò dẫm không thấy lối ra. Hơn nữa, hít phải lượng khói như thế này rất dễ bị ngạt khí vì thiếu oxy. Ai nấy đều lo lắng cho tài xế vì khuất tầm nhìn mà có thể sẽ va chạm với những xe đi ngược chiều phía trước hoặc lao ra hai bên đường, vô cùng nguy hiểm đến tính mạng. Đường bộ mà cứ ngỡ như đường lên thiên đàng thế này thì quả thật rất nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Được biết đoàn xe này đang lưu thông qua đoạn đường tránh Buôn Hồ thuộc tỉnh Đắk Lắk. Ngay lúc đó, anh em công nhân dọn vệ sinh đốt lá ven đường. Theo chủ video, khi đó tầm nhìn không thể thấy được, anh và các bác tài đều phải thắng xe lại, giảm tốc độ xuống dưới 80 km/h, đồng thời mở đèn pha sương và nhìn gương chiếu hậu để dò dẫm, chạy bò từ từ qua đám khói. Nhiều người không khỏi lo lắng cho việc lưu thông qua những đoạn đường khói bay mù mịt như thế này. Có lẽ những công nhân dọn vệ sinh nên có bảng biển cảnh báo để người lưu thông được an toàn hơn. Đồng thời, những bác tài khi đi vào đoạn đường này cần hạn chế tốc độ để tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra. Còn bạn đã bao giờ gặp tình huống nguy hiểm như vậy khi tham gia giao thông hay chưa? Hãy chia sẻ cho mình biết với nhé!